Lần đầu tiên gặp Ngân Quỳnh, hoặc là thậm chí có những người mà bạn bè biết nhau rồi, là gặp hai chồng đến đó là luôn luôn tưởng là bà Quỳnh á, bà lén chồng mà đi cặp bồ. Chị dòm dòm làm chứ, Ngân Quỳnh, bộ em đi với bạn hả? Với bạn nào chị? Bạn trai á, bạn trai của em đó, bạn đạo diễn. Đâu bạn đạo diễn đâu chị, mặc định là ông xã là đạo diễn luôn. Nó tưởng là cặp bồ. Quỳnh ơi Quỳnh, em kêu bạn trai vô ăn tiệc chung với mọi người. Dạ bạn nào chị? Thì cái bạn trai em chở em đi hát đó. Dạ không, ông xã em đó. Trời ơi, chị tưởng là bạn trai em chứ không có tướng phu thê. Cái tướng sao giống như là người ta nhìn vô là cái tướng gian phu dâm phụ vậy đó. Trời ơi. Chào anh. Chào Thận. Chào bà chị Thận. Thương của tôi. Chào em. Chào chị Vân. Chúng ta nhận ra ai không ạ? Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị. Em chào chị Vân, chào Quốc Thuận. Ngân Quỳnh á, tên thật là Hồ Hồng Hạnh. Ngân Quỳnh sanh tại Sài Gòn, như là quyên quán là Vĩnh Long. Chào quý vị khán giả. Dạ chào chị Vân, chào Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Trung, là ông xã của Ngân Quỳnh. Theo vợ vào đây hơn 25 năm. 25 năm rồi. Và là anh là cựu diễn viên. Bây giờ hai vợ chồng đã sống với nhau được 33 năm. Wow. Xí xí nó nghe nè. Sao chị? Vân gặp hai người này nhiều lắm. Thì có rất nhiều người á, khi mà lần đầu tiên gặp Ngân Quỳnh, hoặc là thậm chí có những người mà bạn bè biết nhau rồi, là gặp hai chồng đến đó là luôn luôn tưởng là bà Quỳnh á, bà lén chồng mà đi cặp bồ. Dạ dạ. Có một lần đó thì đi mua thuốc tây. Thì ở trong tiệm thuốc tây là có cái chị đã bán thuốc tây. Chị dòm dòm làm chứ, Ngân Quỳnh, bộ em đi với bạn hả? Dạ bạn nào chị? Bạn trai á. Bạn trai của em đó, bạn đạo diễn. Đâu bạn đạo diễn đâu chị, mặc định là ông xã là đạo diễn luôn. Nó tưởng là cặp bồ. Trời ơi, chồng em đó chị. Rồi chị tưởng em đi chơi với bạn trai chứ. Rồi một lần nữa, ở ngay 126 là chị giao. Chị nói chứ, Quỳnh ơi Quỳnh, em kêu bạn trai vô ăn tiệc chung với mọi người. Dạ bạn nào chị? Thì cái bạn trai em chở em đi hát đó. Dạ không, ông xã em đó. Rồi chị tưởng là bạn trai em chứ. Mà sống với nhau 33 năm. 33 năm là kỳ vậy. Mà không có tướng phu thê. Cái tướng giống vậy? Như là người ta nhìn vô là cái tướng gian phu dâm phụ vậy đó. Trời. Ờ đó. Người ta cứ nghĩ là em cặp bồ với ổng chứ người ta không nghĩ là vợ chồng. Trời đất ơi. Hồi đầu tiên mà Vân gặp anh á, là Vân cũng có suy nghĩ vậy luôn á. Nó tưởng là bà Quỳnh này á, là bà có bồ. Thực sự chị tưởng là bà Quỳnh này là bà cặp bồ. Trời. Ngay cả đó, chị Phương Dung cũng vậy đó chị. Chị không có nghĩ đây là vợ chồng mà người ta đã ở với nhau tới 30 mấy năm như vậy. Cho nên là Quỳnh nói chính xác. Anh Trung với chị Quỳnh có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là mối tình của anh chị bắt đầu ra sao? Hồi đó là đang diễn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. 85, 86 á chị. Khổ lắm, đi xe đạp không à. Cái về cũng than với mẹ. Thì mẹ ký hợp đồng đi ngoài Quế. Là ly ngoài Quế là hai mẹ con. Lương em tới 600 đồng. Nó hơn gấp 10 lần. Thật sự bữa đầu ra ngoài Quế nó buồn ơi là buồn chị ơi. Nó trời ơi, em muốn về Sài Gòn ngay lập tức. Nhưng mà cũng may mắn là tự nhiên gặp được một cái người này. Thì nó, ủa cha vàng này cái mặt cũng dễ thương á, cũng đẹp trai, cũng được. Ấn tượng đầu tiên đó đúng không? Dạ đó là ấn tượng đầu tiên của em với ổng. Rồi còn ấn tượng đầu tiên của anh khi mà gặp cô này. Đúng lúc đó là không dám để ý. Tại vì mình nghĩ rằng là diễn viên Sài Gòn ra đẹp không? Nhưng mà nước da đen lắm. Thì đó, nói chuyện quá nói chuyện về thì tự nhiên để ý. Có nghĩa là để ý được cái cảm tình. Bao lâu thì mới cô dính cô này? Thì khoảng nửa năm á. Ê, anh nửa năm rồi. 6 tháng rồi đó. Không có đâu. Có 2 tháng là cô dính được liền. Trời. Anh thiệt, anh quên, anh quên khoảng thời gian rồi. Nên mình bị cái tật mình bị mê đẹp trai. Nhưng mà chị có nhớ cái giây phút nào mà chị siêu lòng ổng không? Tình cảm. Rồi cái đưa cho hộp dầu cù là. Dưới hộp dầu cù là nó là một lá thư nho nhỏ. Là anh rất là quý, anh rất là mến em. Mà nói đúng hơn là anh đã yêu em. Rất là khó. Khó một cái là không gần được. Có nghĩa là bà mẹ là khi nào cũng sát bên luôn. Có nghĩa là làm quen mà không cho trong đoàn biết. Mà không cho mẹ biết luôn. Nhưng mà cái lén nó giấu được trong bao lâu? Cũng gần 1 năm á. Bà này thích đôi giày. Đôi giày nhưng mà là mẹ nói thôi gần về Sài Gòn rồi mua giày mua đồ gì nữa. Chạy đi ra hàng đào. Hàng đào thấy cái đôi giày mà đi chơi hay mà bà giày nhung đó, đẹp đó, giày nhung đó là mua đôi giày xong rồi giấu lại trong bịch á, về là chùi vô trong cái vỏ với bà đó. Nhưng mà mang thì cũng sợ vì mẹ sẽ hỏi đôi giày nó nằm ở đâu ra. Đó đợi khi về Huế rồi hát mới đem ra mang. Lúc đó mình nói là mượn tiền mấy người mua trước rồi mẹ trả sau đó. Đến một mẹ tin không? Mẹ tin không? Mẹ cũng tin tại vì giấu đặc biệt luôn, đi ngang là không. Nhưng mà giống như không quen nhau vậy đó. Giấu được năm sự kiện gì mà bị bùng nổ bị xì ra. Em nói chứ bây giờ á, em rất là yêu anh nhưng mà em phải còn lo tương lai, em mua nhà mua cửa với lại Thanh Ngân lúc đó còn nhỏ quá. Ngân mới chút xíu thì phải nuôi cho em của em nó ăn học đàng hoàng. Nhiệm vụ của mình nặng nề quá. Yêu thì yêu nhưng mà gác vào một bên.
thì em mới tâm sự với ông, nếu mà thật sự anh yêu em á, anh muốn xây dựng vợ chồng với em thì anh chờ đi, 2-3 năm chừng nào em thành danh rồi đó, rồi lúc đó đó mình kết hôn. Cái lá thư em chưa kịp gửi cho ổng thì em mới bỏ trong cái áo gối á, ngày đó bà già lục để giặt cái bao, thấy được lá thư của em. Xong rồi bà già mới cảm động được là em lo lắng cho em, lo lắng cho mẹ gia đình em. Thì mẹ nói nhìn thấy thằng Trung nó cũng dễ thương á, con nói với ba má nó đó, tới nói với mẹ tiếng đi, giống như là chị Phúc giao hôn vậy đó. Chỉ là đặt cọc trước rồi mẹ cũng cố gắng, con cũng vậy, giữ đàng hoàng đi, rồi lần nào lo cho gia đình xong hết rồi tính chuyện vợ chồng thì là hai đứa tính. Nói với ổng, ổng mừng quá, ba má chết hết rồi đâu có ai, nhờ một người mợ, không biết sao tự nhiên mẹ thay đổi ý định, không chịu. Cái thời bồng bột của mình thì mình trách, nhưng bây giờ suy nghĩ lại không có ai muốn gả con mình đi xa. Có thể là mẹ thì trong lúc nhất thời mẹ cảm động, nhưng ngủ một đêm sáng ngày vậy là sẽ khác, sẽ thay đổi. Như vậy là bắt đầu trắc trở. Trắc trở ngay từ vậy đó. Vậy bây giờ hai người làm cách nào để mà có thể đến được với nhau? Coi như là lúc đó là mẹ xóa hợp đồng luôn. Tối đó xong mẹ cuốn đồ đi trong đêm luôn. Ngay bản thân chị chịu mất, ủa lên xe mẹ mình đi đâu vậy mẹ? Mình về Sài Gòn mẹ? Không, đi vô Quảng Ngãi. Vô Quảng Ngãi đi diễn đi, có tiền đi rồi bắt đầu mình đi vô Sài Gòn. Em nghe lời mẹ lắm, mẹ kêu gì làm đấy. Cứ gì, nhưng mà trong lòng là vẫn còn nhớ ông này. Đứt ruột đứt gan. Đứt ruột đứt gan. Nhưng mà ông này còn lúc đó anh sao anh Trung? Trời khi mà thấy như là ổng còn hơn em nữa chị, một cái giai đoạn khủng khiếp lắm. Nhưng mà anh có biết tin là Quỳnh bị đi Quảng Ngãi không? Không biết. Cô diễn viên Thanh Vân, hai người ra diễn một đoàn Sông Hương luôn. Và sau khi đó cô Thanh Vân đó lại đi vô Quảng Ngãi, báo là Ngân Quỳnh nó mới vô đoàn Quảng Ngãi rồi. Rồi lúc đó là chắc chắn một điều là anh Trung phải đi xếp chạy ra Quảng Ngãi, tìm ra được cái đoàn. Hay không? Tìm ra được cái đoàn, đoàn xong đứng trước cửa một cái là không dám vô, thì sợ mẹ trong đó. Mắt mấy người trong đoàn hỏi thăm thăm nó, mẹ về Sài Gòn rồi, bắt đầu mới chạy tọt vô. Hai đứa gặp nhau trời ơi khóc lóc quá, ôm nhau khóc quá trời luôn. Cái cuối cùng đêm đó không có gì hết, vẫn ở vô duyên quá, đang hết sức là lãng mạn. Thời đó ôm nhau khóc quá khóc thôi, nhưng mà không có gì hết. Thời được kinh chứ là không có mẹ nữa đúng không? Trời đất ơi, thời đó là phải giữ trẻ, ai nghe đến đó cũng đều có suy nghĩ giống có. Cuối cùng em ơi, tình hình em cũng ổn rồi, trốn nha, trốn em. Rồi cuối cùng chị có cuốn gói đi, trốn luôn. Đi đâu? Đi ra Huế lại. Đi trở lại Huế vô cái đoàn đó lại. Dạ. Thì mẹ trong kia ra, cái bà mẹ về khóc từ ngoài cửa vô khóc, trả con cho mẹ đây, trời ơi trả đi luôn. Trời rồi từ từ xuống cầu Sông Hương vậy, từ từ nữa, trời cả đoàn năn nỉ, cuối cùng năn nỉ thôi mẹ, được rồi giờ mày về đi, để con đưa về. Lúc đó hai đứa tổ chức, nhưng mà khi bước vô một cái lễ cưới mà đoàn với là mời những người bạn thân rồi đó thì cũng tổ chức mà không có ai cha mẹ gì chứng kiến hết, thì anh em rồi thôi. Thì một ở một năm xong rồi Quỳnh nói trời ơi, em nhớ nhà quá, em nhớ mẹ quá, giờ không biết mẹ sao đây, giờ sau đây giờ không liên lạc được, giờ em muốn về phải không? Em muốn về rồi, về đưa ra xe về. Đưa ra xe anh về. Có đi theo không? Hay là mình Quỳnh về thôi? Anh ở nhà ở lại là gia đình em cấm đoán. Em về thăm gia đình rồi gia đình em có cho em đi không, hay là giữ em lại luôn? Gia đình giữ em lại luôn, khóa cửa luôn. Em nói thật, lúc đó em cảm thấy như em cũng muốn quên ông xã em luôn luôn. Thì một ngày nọ chị biết không, em đang lau nhà, lúc đó lau nhà tự nhiên em thấy cũng có bằng chân rồi, sao nó quen quá. Nhìn lên trời đất ơi, cái râu dài tới đây nè chị, tóc dài râu dài trời như là thổ phỉ vậy đó. Cái em nhìn rỗng vậy nè, bắt đầu chị ơi nước mắt rớt lóp đóp lóp hả? Ổng á, thực ra là trong cái khoảng đó là chắc anh đau khổ lắm đúng không? Đau khổ lắm. Hai chồng thường thường ăn một dĩa cơm, đánh răng một bàn chải. Đến khi đem cơm ra mình ngồi mình gần 2 tháng á, thì cuối cùng thôi đi tìm. Rồi đến bao lâu thì mới tất cả như mọi ở lại khoảng là... một tuần, cũng là hai vợ chồng cũng bàn rồi, thôi em ơi tình hình này trốn rồi em ơi, rồi Quỳnh không dám trốn. Thôi bây giờ em lo phần em đi, đừng lo phần anh nữa. Một ngày nào đó em đi đường, em thấy em nhìn qua đường thấy một người ngồi giá xe đạp, đó chính là anh. Trời đất ơi, ông nói vậy cái em liên tưởng. Trời, một cái thảm cảnh đúng không? Một cái thảm cảnh, một là giá xe đạp, hai là sẽ đi vào cái con đường cướp bóc hay là hình sự này nó. Em sợ lắm chị, em tưởng tượng kinh khủng lắm. Thôi bây giờ đi theo lại. Thì cái lần trốn thứ hai này em ở Huế bao lâu? Ở Huế cho tới có con luôn. Là mấy năm? 10 năm, 11 10 năm. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì bao lâu mẹ chị mới chấp nhận chung? Khi mang bầu là mẹ chấp nhận lại. Hai người đã 33 năm sống với nhau rồi. Em nói đi, cái tật xấu của ông là cái gì? Anh ấy làm gì cũng chậm lục. Thứ nhất, thứ hai nữa là anh ấy có một cái tật rất là nhát gan. Có nghĩa là muốn làm cái chuyện gì thì phải đưa ra cái xác suất nguy hiểm cái đã. Trái lại ngược với cái tánh em, miễn sao mình làm đi hư rồi mình làm lại cái khác. Còn tật xấu gì nữa? Trước khi đi làm gì là đau bụng đi toilet. Có nghĩa là đến lúc cao trào là mắc là cái vụ cao trào kia là không có. Thôi giờ tới rồi, tới, giờ anh, tới anh tới anh kể tới tật xấu của bạn. Bây giờ nha, đi đâu
quên đồ nấy, đi quay về là coi như thiếu đồ tùm lum. Có khi nào mà bị lộn xô không? Bị quên xô. Là mê tín lắm, ghi chép vô là bể xô. Để sực nhớ trong đầu thôi. Trời ơi, nhớ trong đầu. À, tức là đi vô là bể xô. Bể xô là không ghi, không ghi nhớ. Ví dụ chị Vân gọi điện thoại đi, à, nói ngày hà đó 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 đó, có việc nghe. Thì chị Vân lúc đó chưa biết tên chị Vân, thì ta lưu lại cái tên đi. Không. Nhớ luôn. Cái mấy ngày sau, ủa ai kêu cái gì ta nghe mấy trời. Em muốn nói anh câu nào hết, làm sao anh biết cái gì đó đi. Bắt đầu cãi hai bên. Bắt nhà lòng nắp chợ. Bả cái tuổi này là bả tiền mãn kinh rồi đúng không anh? Lắm. Nóng khủng khiếp lắm. Đúng cách đây anh? 1-2 năm trước, một năm bây giờ hơi đỡ rồi. Là lúc đó là chưa tiền. Đâu, lúc đó là tiền đó bảo. Tiền đó hả? Ờ, tiền đó. Nóng tính. Nhưng mà anh hiểu được điều đó đúng không? Anh hiểu được là vì Quỳnh. Anh có hỏi và là anh biết. Là anh biết rồi, khi mà hỏi xong rồi là mình bắt đầu mình chịu trận. Anh biết rồi là anh nhịn đúng không? Và bắt đầu mình chịu trận rồi. Thì đến cái lúc này là cái lúc mà cái người mà giống như là chị á, là phải có một cái lời khuyên đối với các cặp vợ chồng. Nhưng thực sự với cặp vợ chồng của anh á, với lại của Ngân Quỳnh á, thì em phải nói ngược lại. Có nghĩa là bây giờ em chia sẻ những cái bí quyết để mà làm sao giữ được lửa. Tại vì như vậy là sắp sửa đám cưới vàng rồi đó chứ hả? Dạ. Bạc đây không phải là bạc, bạc, son. Bạc là xong rồi, bây giờ chuẩn bị lên vàng. Đối với lại Ngân Quỳnh à, tình yêu lớn coi như là vượt qua hết, nhất là về tài chính. Ông trời đã giao cho mình là một trách nhiệm, một trách nhiệm là người mình là người đứng lo cho gia đình, thì không kể chi cực khổ ngày đêm nữa hết, thương chồng thương con là mình phải cố gắng vượt qua hết. Đó là một cái động lực lớn bản thân của em hồi nhỏ. Chị, mình đã không có cha từ hồi nhỏ rồi, thì bây giờ muốn cho con mình có cha có mẹ kế bên kề bên để cái hạnh phúc gia đình được trọn vẹn hơn. Trừ khi nào cái người đó làm mất lòng tin của mình là vĩnh viễn quên người đó luôn. Là anh chưa bao giờ làm em mất chưa lòng bao tâm. Giờ anh chỉ là một cái lỗi nhỏ, cái lỗi mà không kiếm tiền em cũng gọi là lỗi nhỏ luôn. Em ấn tượng nhất một điều là mỗi khi mà em nóng giận em nói nhiều cái chuyện một cái câu rất là khó nghe, anh vừa tức quá trời ơi, vừa tính dán mặt tay lên thì lại cái tay buông xuống. Và tính rất không bao giờ chửi một tiếng chửi thề, không bao giờ gọi một tiếng mày. Thì ba cái đó em suy nghĩ trong đầu hạ xuống hết. Cái điều đó là lớn lao nhất trong lòng của em. Bây giờ vui rồi. Vui rồi. Nói chung là thay mặt chương trình cảm ơn. Cảm ơn anh cũng như là cảm ơn Ngân Quỳnh đã đến chia sẻ những cái hạnh phúc để cho những cái cặp bạn trẻ họ nhìn vào đó họ rút kinh nghiệm cuộc sống của họ. Dạ. Một lần nữa thì cảm ơn rất nhiều. Chúc hai bạn hạnh phúc mãi thế này. Dạ. Hy vọng là sẽ là cặp vợ chồng 60 năm, 70 năm và 100 năm luôn. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên Nguyễn Thanh Phương, hiện là nhân viên văn phòng, năm nay 31 tuổi. Thế còn em? Em là Hồ Thị Hải Yến, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế ra hai bạn cơ duyên nào mà gặp nhau? Cái hồi mà em chở bạn em đi học quân sự, cô bạn mới nói em chở xuống đây ta giới thiệu cho mấy đứa bạn có lựa chọn thế nào ta giới thiệu cho. Thế là em xuống thì em mới thấy vợ em có một cái điều đặc biệt. Lúc đó em lại nói với cô bạn em là em chọn cô này. Tức là em nói là vợ em có điều đặc biệt cho nên em mới chọn vợ em. Thì đặc biệt ở điểm nào? Thứ nhất thì trong đám bạn thì lại vợ em là người cao nhất. Rồi thứ hai nữa là cái chân mày thì không biết sao em thấy lúc đó thấy dữ dữ. Chân mày dữ dữ hả? Chân mày nó có dữ đâu ta? Dạ tại hồi đó em chắc mới điệu điệu xong rồi tự cạo lông mày nó hơi lè một chút cho nên nó hơi sắc. Nhưng mà hơi sắc mà nhờ cái sắc đó mà có chồng đó. Dạ chắc vậy. Rồi cái thời gian cưa cẩm nhau như vậy á thì đến bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ 3 tháng. Là 3 tháng rồi bắt đầu mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi các bạn yêu nhau bao lâu á thì cưới nhau? Dạ 5 năm. 5 năm. Dạ. Trong thời gian 5 năm đó suôn sẻ không? Em cũng đòi chia tay nhiều lắm nhưng mà nhớ nhất là 2 đợt chia tay quyết định nhưng mà lại không được. Cái vấn đề chia tay đó là lý do gì? Là lý do dạ tại vì hồi đó nói chung là em thấy em với ảnh thì còn khó khăn á, em nghĩ không biết sau này lấy nhau về thì như thế nào. Em mới nói với chồng em là thôi mình chia tay đi. Vợ em đòi chia tay là vì vấn đề kinh tế, không thấy buồn á? Lúc đó kinh tế đúng khó khăn thật, thì em mới nói này, hai mình cùng nhau hợp sức thì nó cũng lên thôi, từ từ chứ mình cứ đòi một lần để nó giàu có lên thì đâu có được. Mãi xong cuối cùng vợ lại đồng ý, thế là quay lại. Nhưng mà cái lý do gì mà em lại sợ về vấn đề kinh tế? Ảnh thì nhà cũng có đông anh em, anh là đầu, anh là cả, em thì cũng là chị cả luôn. Em cũng sợ sau này nếu mà hai bên như vậy thì sẽ khó cho nhau. Trách nhiệm nó lớn quá phải không? Bây giờ coi như là bỏ qua những cái khó khăn đi, thì đám cưới của bạn có diễn ra suôn sẻ? Cái khó khăn lớn nhất của bọn em lúc đó là kinh tế, thì đám cưới là bọn em cũng phải đi vay mượn tiền mà. Thường thì đám cưới là phải tổ chức nè, đặt nhà hàng nè, rồi trước đó là phải đi chụp hình cưới nè. Thì hai vợ chồng bạn chuẩn bị như thế nào? Em thì lúc đó em mới nói vợ đi thôi, giờ mình khó khăn quá, chụp tấm để ở cổng thôi,
chứ không phải chụp album gì á, giờ tiền đâu chụp album. Thì vợ cũng nói thì thôi khó khăn quá chụp tấm thôi. Chụp con tấm cưới nó thiệt luôn vậy hả? Dạ, chụp đúng con tấm về rồi, trao rồi. Rồi sau khi đám cưới cho tới bây giờ các bạn có tổ chức một cái buổi nào để chụp lại không? Dạ cũng không. Tức là hiện giờ là cưới được mấy năm? Dạ cưới được gần 3 năm. 5 năm yêu nhau rồi 3 năm sống chung với nhau mà chưa có cái album cưới. Dạ. Cái lúc đó em có thấy em buồn, em chạnh lòng không? Thì thực ra em cũng thấy tủi thân và tủi tới bây giờ luôn á, nghe kể lại cũng vẫn còn tủi. Nhưng mà hoàn cảnh như vậy thì em cũng phải theo. Dạ. Mà chị hỏi thăm nè, tụi em làm nghề gì ha? Dạ em thì làm xuất nhập khẩu. Thu nhập khá không? Dạ thì cũng 7 triệu một tháng vậy. Ừ, còn em? Dạ, em thì em làm nhân viên văn phòng cho một cái văn phòng luật sư. Cái thu nhập được không? Dạ, thu nhập của em thì 8 triệu tháng. Vậy là bây giờ vợ chồng thu nhập cũng được rồi chứ hả? Dạ. Chứ tại sao tụi em chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ đi làm một cái album cưới trở lại à? Em thì em cũng có nghĩ tới là vậy, nhưng mà tại vì bây giờ nếu mà làm cho đẹp thì cũng chắc cũng chưa tới khả năng. Nhưng mà làm mà xấu thì cũng không thích, thôi để dành lúc nào mà làm được đẹp thì làm luôn. Trời ơi, nhưng mà lỡ lúc mình hết đẹp thì sao? Đó là giờ con em cũng đang còn nhỏ nên là thôi đợi nó lớn phải chụp chung. Nắm nó chụp chung luôn đúng không? Dạ. Ồ vậy là con được dạ 20 tháng rồi. À 20 tháng à. Thôi thì thôi chị cũng báo cho tụi em biết luôn là hôm nay chương trình đã tặng tụi em một cái album đó. Dạ. Và sau đây tụi em không phải lo lắng gì cái vấn đề mà cái thu nhập làm sao để chi tiêu để mình có được một cái album kỷ niệm cho cái cuộc đời của mình nữa. Và, đúng không? Và để bù đắp lại cái sự tủi thân của em thì với album đám cưới đó thì nói chung là riêng anh sẽ tặng cho hai em 2-3 tấm mà có sự xuất hiện của một cặp minh họa là Hồng Vân Quốc Thuận. Dạ. Em cảm ơn. Rồi, bây giờ vui quá lại. Giờ phải kể chuyện vui. Bây giờ kể chuyện vui ha. Đúng rồi. Bây giờ để nha, về là em có phát hiện ở chồng em có cái gì đó có hiền không? Có hiền không? Dạ thì anh thì không phải là dữ, nhưng mà nói chung là không có để tâm gì đến vợ con hết. Ham chơi, ham đá banh rồi. Còn vợ con đâu thì anh kệ. Đi làm về em, vợ hoặc là bạn bè rủ đi banh đi liền. Cho nên nhiều khi vợ cũng nói giờ. Thực ra em thì em cũng không có quản lý chuyện đó lắm. Nhưng mà để ý là vợ con muốn cái gì. Chẳng hạn như khi vợ có bầu đi, lên tìm hiểu coi nếu mà trong thời gian có bầu thì vợ cần những gì. Không có con á thì cũng còn nhỏ thì mình phải tìm hiểu cái con nó cần cái gì, mình cần dạy bảo những cái gì. Anh cũng không có để tâm gì đó, về nhà là chơi với con tí chán rồi lại thôi lại đi nghỉ, anh mệt cho em nghỉ chứ. Rồi em để tâm cái gì? Em thì em thấy chồng em quan tâm ở ngoài đường á. Ngoài đường cái gì ngoài đường? Chẳng hạn như trời chưa dựng xe kịp đâu về tới nhà, trời anh thấy tai nạn nó ghê quá. Rồi thấy nhỏ nó đi ra đường mặc đồ gì kìa, mặc thì ngắn rồi thở rồi. Nhưng mà nấy là thuộc dạng là quan tâm xã hội. Dạ. Rồi ngoài ra thì còn có gì không? Dạ chồng em thì có hơi chút gia trưởng, chẳng hạn như là đi chợ nấu ăn không phải là chuyện của đàn ông, em cũng phải làm hết rồi. Thì em nghĩ là thời ở nhà thì bố mẹ vậy, bố thì làm những cái việc ngoài, còn mẹ thì lo việc bếp núc vì chợ búa. Em thì em thấy quen cái truyền thống à. Nhưng mà lúc mà vợ em nấu nướng hay là đi chợ thì con ai trông? Có ông ngoại bà ngoại trông. Bây giờ vẫn vậy luôn? Nói chung là em chưa huấn luyện được chồng em. Chồng huấn luyện hả? Thường là gia trưởng á thì mới là huấn luyện vợ, còn ở đây thì mát cho chồng là chồng gia trưởng, nhưng mà vợ thì buộc miệng nói câu là em chưa kịp huấn luyện chồng em. Cuối cùng ở nhà em là ai kèo trên ai kèo dưới? Dạ em thấy giống như em thì trên một tí, nhưng mà trên cũng không làm được gì hết chị. Đâu cũng là đó rồi, em nói nhiều cũng vậy ra. Ông này gia trưởng mà bên này nhưng mà tổ trưởng. Vợ em trên một tí là trên sao? À, thì em thấy thì thôi những cái đó là của vợ làm, mình đâu có làm gì, mình đi làm việc ở ngoài thôi. Cái xong rồi vợ thì lại không thích chuyện vậy, lại cằn nhằn. Vợ em cũng đi làm ngoài vậy? Em cũng biết là vậy, nhưng mà xong rồi vợ cứ cằn nhằn thì thôi mình cố làm cho nó qua loa. Làm kiểu như làm cho qua chuyện vậy. Nhưng mà có nóng tính, có cập tính không? Dạ không, em thì... Vợ em á? À vợ em thì thôi, mỗi lần hai vợ chồng mà có gì mà cái là quăng đồ liền. Có lần quăng cái kính xong rồi, có lần quăng luôn cái điện thoại. Mà may quá điện thoại em là bảo vệ trước rồi, nó hư. Em nóng tính lắm hả? Chị thấy vợ em thì bình thường thì nó bình thường, nhưng mà tới lúc cãi nhau lên lại quạo. Quạo xong rồi quăng đồ, mà có gì tay quăng liền à. Nó những lúc đó thì em sao? Thì em lại lượm lại, quăng xong em đi lượm lại. Rồi bây giờ em mong muốn thay đổi chồng em á thì em muốn điều gì nhất? Để vợ con một chút, đừng có để ngoài đường nhiều quá. Còn em? Em thì em thấy vợ em thì cũng ok, nhưng mà em chỉ khuyên vợ em là nên mình nói chứ nhiều khi
mình nóng nóng đồ đạc mình phải giữ lại chứ, tự nhiên mình quăng đi tự nhiên mình phải mua lại tốn tiền bộ. Có nghĩa là phải biết giữ của chung với lại bớt cằn nhằn lại. Chị nghĩ vậy nè em, thực ra ở cái thời đại này á, cái chuyện mà người đàn ông mà đi siêu thị nè hay là đi mua những cái gì mà cần thiết cho gia đình mình hoặc cho bản thân mình nó là điều bình thường lắm rồi. Bỏ suy nghĩ ra đi cái đó. Em thấy những người đó dễ thương á chị, dễ thương vô cùng mà các em ước ao vậy đó. Xin giới thiệu với em, chợ gần nhà anh, bà bán cá, bà bán tôm, bà bán rau, bà nào cũng biết tên anh. Thì anh đi lẫn mặt nhưng anh đi chợ thường xuyên, anh thấy bình thường đó. Và rất là vui. Đó thì chị muốn nói cái điều đó là như vậy nè. Em đừng nghĩ rằng đàn ông mà làm những việc của phụ nữ là kỳ cục, không có đâu. Bây giờ cái người đàn ông văn minh hiện đại là những người mà phải biết làm tất cả những cái việc mà phụ nữ họ làm, thậm chí làm còn giỏi hơn những người phụ nữ nữa. Thì chị nghĩ rằng em nên thay đổi cái suy nghĩ đó của mình. Còn ngược lại chồng em muốn em là đừng đập đồ là cái điều đó cũng quá chính xác luôn. Tại vì đã không có đủ tiền làm cái album rồi, đúng không? Tự dưng bây giờ đi đập đồ rồi ói tiền ra mua nữa. Có những cái không thể nào mà không mua được, đúng không em? Như điện thoại hay chén đũa gì buộc lòng phải mua. Thì tại sao mình lại làm cái điều như vậy rồi lỡ con mình nó thấy cái hình ảnh đó, mốt nó bắt chước nữa, cả nhà thi nhau đập đồ chết luôn à, đúng không? Rồi thôi đừng đập đồ nữa, hứa đi. Vợ em hứa bớt đập đồ thì em cũng hứa luôn là em bỏ cái tư tưởng là gia trưởng đi. Em phải là một người đàn ông văn minh hiện đại, hiểu không? Hai chồng hứa đi, xong cái ôm nhau một cái, hôn nhau một cái. Qua chương trình này thì với lại qua sự góp ý của chị Hồng Vân và Quốc Thịnh thì em nghĩ em sẽ thay đổi được cái mong muốn của vợ. Đó, thấy chưa? Đó, một lời hứa em đó. Dạ, em cũng hứa là em sẽ cố kiềm chế, sẽ nói với chồng nhẹ nhàng hơn. Rồi, và tuyệt đối, đúng rồi, và tuyệt đối không đập đồ. Rồi, và anh cũng hứa là chút nữa anh với chị Hồng Vân sẽ minh họa cho cái album cưới cho em. Dạ. Xin mời. Ông nhau cái tay. Cảm ơn. Ồ, trời ơi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Chị mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Ngọc Dung. Thì năm nay con 27 tuổi và hiện tại là tụi con đang kinh doanh tự online. Dạ. Mời cái con. Gì con sinh năm bao nhiêu mà 27 ta? Dạ con sinh năm 95. Trời ơi nó trẻ quá. Trời đất ơi, trẻ quá. 95 thì hơn mình có. Ủa mình nhỏ mình. Hơn là hơn số tuổi rồi, hơn cái số năm á. Thua xin ngầu có 1 tuổi à. Thua xin ngầu con lớn của cô á, thua chị ngầu 1 tuổi. Còn con dạ, sao? Con chào chú Thuận, chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Duy Thanh, thì năm nay con 26 tuổi. Thì con cùng vợ cũng đang kinh doanh online tự do. Tụi con kinh doanh về cái mặt hàng nào, bật mí xíu đi. Dạ, hiện tại là chắc mặt hàng thời trang ạ. Tụi con đang hướng tới mặt hàng thời trang unisex nam nữ. Chủ yếu là về áo thun, áo sweater, áo hoodie và một số quần sọt. Có size nào cỡ chú không? Một chút nữa rồi, ad Facebook nghe để chú vô chú mua ủng hộ. Dạ. Đó. Thế chú giờ mặc đồ cũng hơi khó. Tại mỗi lần nó cứ lên size hoài. Còn tôi mà đồ thể thao chắc không có tôi rồi đó. Có được không? Trời chị nói quá. Tôi thể thao bộ môn gì theo chú? À yoga. Không làm được cái gì luôn á, yoga nằm chút là ngủ. Thôi yoga hít thở là ngủ. Không sao, cô Vân với chú Thuận cứ nhắn tin cho con cái size là tụi con làm riêng tặng cho cô chú luôn. Thôi đã vậy. Không, chị chạy bộ được mà Vân. Đạp xe đạp cũng được. Cái khớp này không còn xài được. Không, đạp xe đạp được. Đạp xe đạp được. Được chút xíu mà đường đâu mà đạp. Mua cái xe, cái bây xe giờ, đạp, cái xe máy đạp. Nhưng mà bây giờ thành phố mình không còn đường để đạp xe. Đấy, nhất là khu mà Thủ Đức nhà chị. No, cái máy chạy, cái máy đạp xe đạp gym á. Nhà em có luôn. Mà sao không đạp hả? Em đạp chút xíu không đau giờ. Có hết đó con. Trời khó. Nguyên cái bộ mà vận động ở công viên là cô để ngay bên hông nhà cô mà không xài được một cái gì luôn. Luôn à. Thương chịu quá luôn. Anh có cái gì cũng nói với cô. Vui nhất thiệt, hờn ổn quá. Tụi thương bản thân tôi luôn. Thiệt hờn ổn quá. Tránh xa thể thao. Ủa nhưng mà dạ. Hai đứa coi như là chắc có lẽ là, chú đoán nha, chắc là quen nhau trên mạng đúng không? Có lẽ là thôi đừng đoán nữa để tình tở mà đừng đoán nữa mà. Bây giờ để làm ông mụ thôi. Để cho Linh á. Nó chưa ha. Đừng có mở mỏ ra. Đúng rồi, nó bị mất cái linh khí đi. Thành ra là để Rồi dạ thôi, nói đi. Dạ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Kể chú nghe coi. Dạ. Thật sự thì tụi con là có gặp nhau ở trong một cái buổi trại tòng quân ở trên quận. Trại tòng quân, chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân biết cái trại tòng quân không? Cái trại là để tiện anh trung, lính lên đường nhập ngũ. Tập trung lính, đúng rồi. Ủa, dạ. Tụi con ở Sài thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, tụi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy nè? Tụi con ở quận Bình Tân à. À, vậy là gặp nhau ở trại tòng quân, quận Bình Tân, đúng không? Dạ. Thời điểm đó là hai đứa con lên để hỗ trợ cho phường dựng trại cho mấy anh ở. Dạ, thì cái cũng có gặp nhau nhưng mà lúc đó không có ấn tượng gì hết đó cô Vân ơi. Tại vì
Đến mãi sau này khi mà tụi con cùng tham gia, xong rồi giữ cái chức vụ đó là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường, xong rồi tham gia nghi thức hội của phường, của quận đâu đó, thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, xong mới bắt đầu thấy là ok thì cái đó là còn con đâu đứa nào có chức có quyền, một trong hai đứa phó chủ tịch nè, phó tịch dạ dạ đây có chức có quyền dạ hai con. Hai đứa con cùng nhận chức cùng đó luôn, nhận chức đó luôn. Vậy là luôn. Thường là người ta hai ba phó đúng rồi, hai ba phó thường sẽ là hai phó, không không bây giờ chú nói là cái lần đầu tiên á là hai đứa gặp nhau giáp mí nhau trong cái hội tổng quân mà con là không ấn tượng như ông này nhưng mà con thì sao, con cũng vậy luôn, bé xinh đẹp như này mà không ấn tượng như sao, ta nói là ta không ấn tượng đến khi nào ta có chức có quyền, bắt đầu lúc đó người ta nói chuyện với nhau nhiều thì lúc đó người ta mới có ấn tượng, tức là có chức quyền rồi, đúng rồi, hai đứa gặp nhau để tham mưu nhau, hai đứa đều là phó cho nên là phải bàn bạc, phải đưa ra đường đi nước bước sắp lượt như thế nào. Trời đó okay. Đúng không? Tại con mừng cái chú không biết sao, tại vì cái hôm đó là cũng rất là nhiều người. Đâm ra tụi con cũng có sẵn những cái công việc riêng rồi, lo công việc. Đúng rồi. Rồi bây giờ tụi đến con, khi tụi con có chức quyền. Dạ. Rồi, tụi con có nhiều cơ hội để gặp nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Và hai đứa nói chuyện gì? Đó. Hai đứa con bắt tay nhau hợp tác vui vẻ. Lúc đó là con bắt như nè, là hợp tác vui vẻ lúc đó cũng chỉ là biết nhau sơ sơ cái thôi. Cái lúc mà chạm vào nhau thì có điểm nhất không? Lúc đó cũng chưa. Chưa luôn. Bây giờ giống như chị với em nè, cùng làm MC của cái vợ chồng son nè, chạm tay nhau đi có điện không? Em làm gì có là điện. Không có gì đâu, nhưng thì mà nó là trẻ. Nhưng tại sao trẻ. Tại sao Thúy Nga đụng em lại có điện? Rồi, là cô Thúy Nga đó con. Nói là dạ. Nói cái mối tình á khẩu luôn à. Mối tình đơn phương của chú Thuận là tới bây giờ. Tới bây giờ luôn. Còn yêu cô Thúy Nga mà cô Thúy Nga không lấy chồng luôn. Không. Nghiệp quá. Khẩu nghiệp. Đúng không? Bây giờ Thúy Nga có chồng không? Khẩu nghiệp quá. Bây giờ chỉ đi làm YouTuber thôi. Không lấy chồng luôn. Cái hôm giờ sao nào quay lại điểm của ta đi. Tự nhiên khui chuyện tôi hoài vậy đó. Rồi sao rồi đến khi nào mới có cảm tình. Rồi hai đứa gặp nhau thường nói về chuyện gì? Đúng rồi. Hợp gu nhau ở điều gì đó. Nói cô nghe coi. Là tụi con mỗi lần gặp nhau thì hay là lại với lại tụi con hợp trong mấy cái chuyện mà nói chuyện 18 cộng rồi đó. Cô nhớ chứ. Ai là người nói trước? Dạ hai đứa cùng nói. Phải có nói qua nói lại, không lẽ đứa nói hoài. Ủa, đúng vậy không? Là nói trong cuộc họp hay là nói à, dạ không nói riêng á chú là, nguyên một đám ngồi với nhau vậy nè cô thì cái bắt đầu nói thì hai đứa nói mà cả đám cùng vui là hai đứa nói chung là lầy cùng. Dạ, đúng, dạ rồi. Đúng rồi. Cùng lầy cùng đúng không? Lầy, cùng dạ. Lầy. Tức là cũng nhóm lầy. Dạ. Con nói tới đâu là bạn bắt nhịp tới đó. Tức là dạ, có bắt mơ á. Dạ đúng rồi. Với nhau á. Ừ. Cái thấy hợp rương. Có cảm tình với cô bé này. Dạ. Thực sự là cái lúc mà sau khi mà nhận cái chức đó xong thì một thời gian sau thì tụi con có tham gia một cái nghi thức hội là làm cái tụi con là phải đi huấn luyện cùng nhau á, đi tập nghi thức hội rồi đó là để đi thi thì tụi con bắt đầu mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Ừ. Sau đó cái dưỡng nhau nhiều hơn thì từ lúc đó là bắt đầu con mới có cảm tình. Ừ. Dạ. Xong rồi từ một cái câu chuyện đó là dẫn đến một cái câu chuyện là tụi con đi Vũng Tàu. Đó là tụi con vô tình hôm đó là tụi con cùng hẹn một với nhóm bạn nữa là cũng đi Vũng Tàu luôn. Thì trong chuyến đi Vũng Tàu đó là nảy sinh từ đó đó là tụi con bắt đầu gọi là bên này thích bên này và bên này cũng bắt đầu thích bên này luôn. Ủa có thích đâu, có thích đâu. Đi xe máy hay đi xe xe hơi? Dạ, dạ đi xe máy. Là con chở cái này? Dạ không, lúc đó là con chở một người khác. Là đi nguyên nhóm thì con lúc đầu cũng định gạ chở con đó nhưng mà bị dướng nên là không có chở con được. Là chiều đi ra bãi biển ngồi nói chuyện 18 cộng. Đúng không? Nảy sinh tình cảm. Đúng không? Sóng biển dạt vào. Gió biển dạt vào. Rồi nhớ nghe nè. Dạ. Rồi tối đó coi lại không? Dạ có. Nói chung là hôm đó tụi con cũng ở tập thể. Thì cũng ăn nhậu sương sương xong rồi nhưng chú biết đó, tối đó thì cũng là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa nó cũng mãnh liệt lắm mà. Ủa con nhóm kia nó đâu? Cũng ở đó luôn nhưng mà tụi con lén. Lén đi ra biển. Không, tụi con lén ở chó luôn. Lén trong phòng luôn. Tức là tụi con ở chung tập thể nhưng mà nó có giường riêng. Cái xong là tụi con tối còn bò qua. Con không, mới đầu là con không có bò qua, cái con mới chạy cái nệm xuống dưới, con gạ gạ xuống dưới nằm chạy cũng xuống luôn. Trời ơi. Tại vì là bả có men rồi đúng không? Dạ. Hai đứa có nói chuyện 18 cộng nữa không? Không, rồi mà còn nói cái gì nữa. Nói chứ, phải nói trước rồi mới hôn chứ. Ừ, lúc đó nói không nói lúc đó cũng ngại ngại. Đúng không? Đúng nói sao được? Bả nói được lén mà làm sao mà nói cái gì? Ừ. Dạ. Cái mới đầu thì chú biết con nằm thì cũng ngại ngại, cái con nằm chỉ chạm hai cái đầu với nhau thôi. Xong nằm hai cái chân như chữ V vậy, mỗi người một nơi, chỉ hai cái đầu chạm nhau thôi. Cái xong biết sao lạnh lạnh quá, cái chua dần trong chăn, cái xong rồi nụ hôn đầu. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Là lối yêu nhau đó. Nụ hôn đầu. Dạ. Đúng không? Dạ. Là rồi.
là cả đêm luôn bé nằm ngủ con luôn. Nhưng mà là nó có bò lên không? Cả đêm luôn, cả đêm. Không, nhưng mà không có gì đâu, tại vì chung mà chung nguyên một cái. Nhưng mà hôm đó sẽ là hôm tình cảm nảy sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau đó tụi con có công khai không hay là lén lén lúc lúc sợ mắc cỡ? Em nghĩ là tụi bạn nó biết hết chứ chị. Biết không? Dạ không, tụi con gian gian díu díu mập mờ. Thường thường là như vậy là đám bạn sẽ biết, nhưng thật sự là lúc con tụi con như vậy là đám bạn hình như cũng không biết. Cũng biết, chị có nên nói chung là cũng cũng có biết nhưng mà không có chắc chắn á. Không, không, tại vì chú nghĩ thì sao mà không biết được. Tự nhiên nghe bé này xuống dưới nệm nằm thì đứa nó mới thấy chứ. Không, đó là cũng con men rồi chú, ai cũng có men. Ai cũng xỉn rồi. Mà sáng thì sao, sáng cũng bò lên đúng không? Chị nói em nghe cái chuyện mà hỏi là đi giống như là hồi xưa đi đi tình nguyện viên hay là này kia nọ. Cũng vậy à, tại vì nó rất là trong sáng trong cái môi trường đó. Giống như hồi đó em Thúy Nga đi diễn chung á, là hai người có tình cảm đâu ai biết đâu. Có mình cô lại phải... một mình cô phát hiện trước đầu tiên. Hồi đó Thúy Nga là một cặp, là Minh Dũng với Quốc Thuận, với Thúy Nga là một nhóm mà. Nhưng mà tại sao cô một mình cô phát hiện là Thúy Nga Quốc Thuận, mà Quốc Thuận là đơn phương Thúy Nga? Chúng tôi là chị em, không có gian gian díu díu mặt mờ nha. Dạ, mà rồi. Quay lại chuyện lúc nào thì mọi người phát hiện ra hai đứa con yêu nhau? Hai đứa con thì kiểu yêu rồi, không có tụi con có công khai. Hai đứa nghĩ là mình mà giữ như vậy là kín dữ lắm rồi, không ai biết hết. Vậy mà toàn bắt gặp trên đường thôi cô. Trên đường đi là đâu? Hai đứa đang đi vậy nè, là có đứa nó về là nó nhắn tin xong rồi có đứa chạy lên, rồi tao thấy rồi nha, tao thấy rồi nha, là toàn bị là phát hiện đi vậy chơi thôi đúng không? Dạ. Rồi dạ. Có hồi nào đi khách sạn tiếp nữa không? Nói. Hỏi thẳng luôn đó, hỏi thẳng luôn á. Bị ai phát hiện lúc đi đó? Thì biết sao, cái dòng đi chơi á, phát hiện còn chối được nha. Nó đâu có nhờ ảnh trở về giùm này cái nọ các thứ. Cái dòng mà lũi lên khách sạn chối thì sao? Có không đúng? Dạ có. Dạ thực ra là như này, thực ra là đi khách sạn thì mới đầu là con cũng có gạ mấy lần. Con thú nhận luôn, con cũng có gạ mấy lần. Nhưng mà lần đầu thì cũng không được, lần đầu không chịu nha. Xong rồi con cảm thấy cũng hơi khó chịu. Thế là con quyết định gạ thêm lần hai vào một cái ngày hẹn hò khác. Cũng không chịu. Nhưng mà không chịu thì thay đại mình thái độ thẳng ra, nhưng mà không nha, nó cứ kiểu đẩy đưa á. Xong là díu díu, lập dạ, xong rồi lần thứ ba quyết định là chạy vô thẳng luôn. Đuổi vô luôn. Dạ, con đuổi vô luôn. Xong rồi không đâu nói gì đâu. Rồi đó, chú biết chuyện gì tới cũng tới. Ủa gặp ai quen không? Cái đó là trong mấy lần sau. Tự nhiên hôm đó là hai đứa con đi xuống đáy xe đi về. Cái chồng con mới kêu em con bé chưa quen quá. Cái con cũng nói cái hai đứa con sầm xì, thì con kia nó quay lại nó thấy cái hai đứa con gái con chạy lại đi đâu đây tay bắt mặt mừng làm rừng với nó luôn. Cũng đi khách sạn luôn. Đúng rồi. Trời ơi, mà cô chú biết không, con không hiểu sao mà gặp trong khách sạn mình đã lén vậy, còn tay bắt mặt mừng còn la lớn nữa. Lúc đó là con với lại cái anh bạn bên kia là cũng trốn đi. Cái này muốn gọi quần bắt được. Kêu không biết sao gặp trong này mà vui dữ. Nhưng mà con mà hai đứa yêu nhau vậy rồi ba mẹ có biết không? Dạ một thời gian sau, cũng khoảng đâu đó khoảng 6-7 tháng gì đó, thì lúc đó tụi con cũng bắt đầu công khai thì ba mẹ tụi của hai bên cũng biết. Tụi con cũng lớn rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ba mẹ có ngăn cản gì không? Dạ không. Nhưng mà cô ơi, hai lần đầu tiên con về ra mắt bên nhà chồng con là con tự chạy xe qua nha cô. Và không có bà chồng con ở đó luôn. Con tự gọi là một mình đơn phương đi chiến đấu luôn đó cô. Đó. Ủa là sao? Là sao? Tại sao vậy? Vậy là mẹ chồng con á là hay tin là anh này có bạn gái. Đó, cái mẹ chồng con kết bạn Facebook với con. Mà lúc chưa cưới chồng con là con làm quản lý bên shop mỹ phẩm á. Cái mẹ chồng con cao tay đó, mẹ chồng con nhắn tin là con ơi con mua giùm cô hũ kem này nè kia. Mua xong cái con gọi điện thoại cái kêu rồi con đem qua nhà đi nha. Lúc đó đâu có chồng con ở nhà đâu, con chạy qua là một mình con chống mafia luôn. Rồi chồng con đi đâu? Dạ, lúc đó là chồng con đang đi gọi là đi hỗ trợ cho bộ tư lệnh đó, rồi đi hỗ trợ chống dịch đó, cô Vân nhớ chứ. Lúc đó con còn đang trong quân đội là con được điều lên bộ tư lệnh để đi hỗ trợ dịch lúc đó. Tức là con đi nghĩa vụ quân sự. Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Vậy là cái đợt đó là cái đợt dịch. Dạ, đợt dịch mới đây thôi đúng không? Dịch đầu tiên á. Đợt dịch đầu tiên. Dạ đúng rồi. Rồi sao nghĩ là rồi mẹ lần thứ hai qua gặp mẹ là trường hợp nào? Tức là lần đầu tiên mẹ gặp con mà mẹ biết con là bạn của con rồi. Mẹ dạ. Rồi lúc cái hũ nhưng mà lúc mà mẹ gặp con thì thái độ mẹ sao? Dạ mẹ con thì kiểu như vui vẻ đó, mẹ con vui vẻ rồi cũng hỏi chuyện hai đứa rồi này nọ này kia, xong rồi chắc là thấy ok nên là lần thứ hai mẹ con mới mời qua nhà ăn tân gia, là tân gia của nhà anh. Thì lần thứ hai qua là con giống này cãi lộn. Ông này cãi lộn nhưng mà con đã lỡ hứa với người lớn, con đâu có thất hứa được, cái con cũng phải chạy xe qua. Cái con đi lên một cái căn phòng, trong căn phòng đó là có đầy đủ các bác các cô, rồi có thầy, rồi có mẹ con nữa, là một mình con chơi chọi ngồi với lại tất cả các bác là ngày. Ủa sao lại có mẹ con nữa? Không, mẹ chồng, ý là mẹ chồng, mẹ chồng con là con ngồi đó một mình, con lại tiếp tục chống mafia nữa. Và lần đó là lần chốt cưới luôn đó. Chốt đó ổng đâu?
đúng rồi, vẫn có, đâu có chuyện qua chở con đâu. Nhưng mà bạn gái đã qua tới nhà rồi mà ông vẫn còn ăn tưng da no cái bụng xong rồi đi đâu á, chứ ông có đẹp đóng biết con luôn. Rồi sau đó là hối cưới luôn đúng không? Dạ, cái cũng hỏi thầy, cái thầy mới nói là ngày 8 tháng 10 âm lịch là ngày tốt đó cho hai đứa cưới, mà lúc đó là còn có 3 tháng nữa thôi. Mà bữa đó là ba mẹ mời ông thầy đến luôn. À dạ, thầy này là chị gái của mẹ chồng con, nhưng mà thầy thì quy theo đạo á con. Dạ. Quy trong 3 tháng thôi. Dạ. Lúc đó là trong tâm trạng giận nhau nữa. Đúng không? Đúng rồi. Đó, thầy coi là không có ông này. Dạ đúng, đúng không? Xong là hết giận rồi. Rồi sau đó thì là sau đó là trong 3 tháng rồi nó có bị trục trặc gì không hay là nó trơn tru? Dạ không, lúc mà tụi con chuẩn bị đám cưới không có trục trặc gì, nhưng mà lúc mà tại vì tụi con cưới gấp quá, ai cũng đồn là hai đứa con cưới chạy bầu xong rồi cưới châu được nghé rồi đủ thứ hết trơn á. Chắc là không có đúng không? Dạ đúng rồi, cũng muốn lắm mà nhưng mà chưa có. Bây giờ là cũng chưa có luôn. Dạ giờ tụi con chưa. Không sao rồi, sao dạ. Trên này sẽ bao lâu, bao lâu rồi? Dạ tụi con 22 tháng 11 là tụi con được 2 năm rồi đó. Em thấy chị hay không? Hồi đầu là chị cản em liền, chị không cho em làm ông bói liền. Để chi? Để mà bao nhiêu cái linh khí á. Linh khẩu. Linh khí nó vẫn còn ở trong khẩu. Tức là đó. Ừ. Rồi để đến cuối bắt đầu em mới phụt ra, em mới chúc hai bạn này. Hay quá trời. Năm sau là dính bầu. Thôi kệ, từ từ đi. Cái này là cô nói nghiêm túc nha. Dạ. Cô bữa chú Thuận mới nhắn vô cho tụi cô á, phải hình như là 2 hay 3 cái tin luôn. Dạ. Là những người mà chú Thuận chúc ở đây nè, toàn là ca hiếm không đó nghe, ca hiếm muộn á. Dạ. Mà có bầu. Đẻ con luôn, trời ơi, nhắn tin cảm ơn á, cảm ơn chú. Cái đó là chỉ là một trong số ít những tin thôi. Thì đó thì những ca mà đó là đây. Ừ, sao kỳ lắm. Vậy là tí nữa con phải nhiệt liệt xin. Nhiệt liệt đi con, nhiệt liệt. Ừ. Rồi thôi bây giờ vậy đi vô cái vụ kia đi. Xả ra hết cái vụ mà ở bắt đầu hai đứa lấy nhau về, loại tật xấu ra. Bây giờ mình phải nói ra hết đi. Mình xả hết những cái gì tiêu cực xả ra, mình giữ lại cái tích cực. Để tối nay về mình đơm qua kết trái. Nè, con hiểu không? Hay đó. Quá rồi chị ơi. Hay không? Đó, bây giờ phải nói hết. Nói hết ra. Phải nói hết đi. Dạ. Đó, bây giờ sao chất chứa trong lòng những điều gì chưa hài lòng về ảnh? Anh có những tật xấu gì kể từ khi mà mình lòng vợ anh? Cái này chắc con có giấy viết không? Để con viết làm cái sớ nó dài dài. Con nghĩ là con tóm tắt, con bắt đầu nêu cao vai trò phó chủ tịch. Cái đợt đó là mình gạch đầu hàng 1, 2, 3 những cái nặng nề nhất mà những cái mà con mong muốn chồng con phải thay đổi. Dùng là cứ nói đi khỏi kính thưa. Dạ vậy chắc là có, con nghĩ là có 4 cái. Đây là cô nói là nóng tính nè, nóng tính, bừa bộn nè, bừa bộn, hay bạo hành con nè. Chết chà, rồi một cái nữa là hả, hay thả bơm. À. Bơm là bơm nguyên tử, còn không là bơm tiểu liên nha cô nha. Không, xí xí, trong 4 cái tật xấu đó có một cái tật xấu gọi là bạo hành, là nó như thế nào? Dạ, bạo hành dễ thương hay bạo hành vui vẻ, hay là bạo hành nó có chút bạo lực ở trong đó? Dạ vui vẻ cũng có, bạo lực cũng có nha chú Thuận. Là nhiều khi con đang ngồi không vậy nè, cái đau đau chạy sớm lại bóp vô cái đùi con. Ôi trời ơi, cái con mập này, cái con mập này lạ hả, bỏ ra là bầm đùi. Cái đó là dễ thương mà. Trời ơi, lại nựng con á cô Dân. Xong rồi nhiều khi đang ngồi vậy nè, cái tay chặt vô cái đùi con cái, cái hỏi cái con la đau, cái kêu ai biểu cái đùi em nhiều mỡ chi. Có duyên dễ sợ luôn vậy đó. Vậy đó. Xong bạo rồi trước hành mang tính bạo lực, hề hước. Hề hước. Đúng không? Nhưng mà không được duyên lắm. Tại vì phụ nữ người ta mà đã hơi mũm mĩm rồi, người ta rất là ngại cái từ mở và liên tiếp. Đúng không? Xem nhìn chị. Em biết đúng. Đâu chị đâu. Chị có là bây giờ ngon rồi. Ngon rồi. Lạnh rồi. Rồi sao nè, ngồi. Trước khi đi ngủ là lúc nào cũng phải cho con trận vậy đó, giống như là chọc lé xong rồi nhéo đùi nhéo là cho đã cái nương xong rồi mới đi ngủ. Có cãi bã nhau không? Rồi những trận cãi bã vậy có khi nào mà có đứa bỏ nhà đi không? Đó là vô cái nóng tính đó, chứ không có nghĩa là dạ đúng rồi, rất là nóng tính luôn. Con nhớ con một lần cái anh ảnh bị bệnh thời gian, cô có nghĩa là nếu như mà đã sắp xếp thời gian với ảnh rồi là phải đúng giờ với ảnh nha. Quân đội mà con. Quân đội mà. Lệch giờ với ảnh là ảnh quạo liền. Mà cái hôm đó là con với ảnh chung là cũng có hẹn trước lại về nhà để nấu đồ ăn, tại vì chiều đó có tiệc. Thì con mới đi về trễ đi mà con quên báo ảnh, cũng lỗi con quên báo ảnh. Xong rồi về cô ơi, cái mặt đùng 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 sát khí vậy đó. Xong rồi cũng nói qua nói lại, xong rồi ảnh cầm đồ ảnh chọi trước mặt con, ý là ném xuống dưới đất thôi chứ không phải là chọi con. Cái tính con cũng ngang mà, cái con lên con giật đồ con chạy xe về nhà chị con luôn. Đó là đó là lần mà gây nhất, mà cô cái mặt của ổng khó chịu lắm. Mà nhiều lần như vậy không? Không. Có lần đó thôi đó. Đó thử, ý là những lần trước là tụi con chỉ nói qua nó lại không đến nỗi, nhưng mà cái lần đó là lớn nhất. Là ném đồ. Dạ đúng rồi. Là vợ phải bỏ đi. Rồi bao lâu thì ổng mới qua năn nỉ? Đi về cho vợ. Năn nỉ là ở đây là bố bố mẹ hai bên là người đứng ra giảng hòa cho tụi con. Lúc đó ổng không thèm năn nỉ luôn.
Giận, lúc đó giận. Mà tụi con đi, nói chung là cũng có một ngày là tụi con giả hòa về rồi. Tới lúc con về thì lại xin lỗi con. Phụ huynh giải quyết. Dạ. Rồi con tự về hả? Nghe ai rước con về? Con phải tự về hả chứ. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ. Lúc nào cũng đơn thân độc mã. Tự đi. Đi qua nhà trai hết á. Thì tự đi phải tự về thôi. Sao vậy? Rồi cũng như mà qua thấy vợ rồi mới năn nỉ là xin lỗi đúng không? Dạ đúng rồi. Không được. Dạ. À, là cái vụ đó là biến cố lớn thôi đúng không? Dạ, với lại chắc một biến cố lớn là trong hôn nhân của hai đứa con đó là chắc là hai đứa con bị sảy một em bé. Sảy là do tại sao? Do sức khỏe của con. Theo như bác sĩ nói là do là cái hai cái phôi nó không có tốt á, nên khi nó gặp nhau thì nó không có thể hoàn thiện được. Đó, nên là tụi con bị là tụi con cũng mất một khoảng thời gian khá là dài. Thôi nó không có duyên đó con. Dạ. Không có duyên. Có nghĩa là có nghĩa là cái đó lâu chưa? Cái đó là dạ, chắc lúc mới cưới nhau. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng 2 năm rồi. Dạ. Gần 2 năm rồi đúng không? Dạ. Cái sự cố đó xảy ra cũng gần 2 năm rồi. Dạ. Là cho tới nay vẫn chưa có luôn. Dạ. Tới giờ thì tụi con cũng đi khám thì tụi con nghĩ là tụi con phải chuẩn bị sức khỏe tốt hơn thì mới có để có. Khoan, đây cái này phải xác định nha. Khi mà con hư đứa đầu tiên đó, dạ, thì là do các con không muốn tiếp, có nghĩa phải giữ một thời gian. Dạ. Mới có lại. Dạ. Mới thả, đúng không? Dạ. Hay là do các con cũng đã sau đó là các con thả luôn và cho tới bây giờ vậy không có? À dạ không, tụi con giữ, tụi con không thả chứ. Dạ, tụi con giữ, tụi con không thả. À, dạ, tại khỏe, vì, dạ đúng rồi, tụi con muốn tại vì bị như vậy một lần rồi nên là hai đứa con bị suy sụp tinh thần hơi lớn. Tại vì thấy ông bà cũng rất là vui khi nghe tin hai đứa con cũng rất là thích con nít, tụi con rất là háo hức để chờ đợi cái bé nó ra đời nhưng mà không giữ được nên là thành ra là tụi con nói là thôi lần sau mình phải chuẩn bị thật là tư thế thật là sẵn sàng để nó tốt nhất cho em. Con đã chuẩn bị thả cho mọi thứ nó sẵn sàng là bao lâu rồi? À dạ tên con bắt đầu con đang trong giai đoạn đó luôn rồi đó chứ Hận. Con đang trong giai đoạn này luôn. Thì con cũng hy vọng là tí nữa con mới xin nhiệt liệt xin vía của chú Hận để năm sau con được như ý. Nhiệt liệt đó. Nhiệt liệt cái gì? Nói những cái từ nó phó chủ tịch mà nó xài từ nó quen rồi. Không sao. Ừ. Rồi. Ok, rồi bây giờ tiếp tục câu chuyện vui đi. Dạ. Còn bây giờ con được mong muốn là trong bốn cái món đó là chồng con phải thay đổi cái món gì? Ừ. Dạ, trong bốn cái món cái đó món thì món mà thói hư tật xấu đó đó. Dạ thì chắc con chỉ muốn là chồng con là bớt nóng tính lại, tại vì khi mình nóng tính thì mình sẽ có những cái lời nói hoặc là những cái hành động nó sẽ không hay, nó ảnh hưởng tới mình. Rồi ví dụ mà thả bơm nguyên tử đó thì sao? Thôi được mà, có đó có duyên. Trời. Được không? Tại vì bé nó khủng khiếp lắm. Nó tốt bụng khủng khiếp lắm. Đó. Trời, mỗi lần mà thả là như là thả một lần là vừa có âm thanh mà vừa có mùi vị luôn nha cô nha. À, có mùi thôi chứ không có vị. Có mùi thôi là còn không á là cứ phải là một làn tạch 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 vậy theo nhịp, mà mỗi lần mà tạch 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 vậy là vừa tạch tạch vừa cười cô, là nó cứ lên xuống vậy nè, mà con cứ phải hứng chịu những cái vụ cũng đúng nào. Trời ơi, tao quân đội mà tao nhớ tiếng súng mà con ơi, kệ đi con. À, con nhớ có một lần ổng đang nằm vậy đó, cái con mới mong men lại thun lại con tính con cắn vô cái mông của ổng. Cái ổng thấy con mong men lại cái ổng ém con vừa mới đưa cái mặt vô, ổng đóng cái đung một cái, trời con muốn hói đầu luôn. Đó, thấy chưa, cái đó là lựu đạn hoặc là bom đó. Sao con có thể điều khiển hành vi được hay vậy hả? Còn lúc đó con cũng tình cờ thôi, là con cũng đang thấy mình có dấu hiệu rồi. Xong dạ, tự nhiên cái mông men lại, cái con ém kem. Con ém liền, vô cái là đúng thời cơ là dính hết ăn cặn gói luôn. Rồi bây giờ thôi, cái vụ đó thì vui dạ, mà đúng không? Dạ. Không cần thay đổi, đúng chỉ rồi, cần thay đổi là bớt nóng tính lại, đúng không? Dạ. Được không? Dạ. Quá dễ, đúng không? Rồi bây giờ tới con đó con. Tới con thì tính xấu của vợ con thì như thế này, có hai cái. Một cái thứ nhất là về cái việc mà con nóng tính á, nhiều khi con cũng hay nói ra những cái từ ngữ nó làm tổn thương không đến nghe cái người đối phương á, thì trong cái lúc đó thì vô tình vợ con cũng sẽ gọi là ngang ngược và dựng lên và nói ngược lại con, thái độ thái độ ngược lại của con khiến cho cái mọi chuyện trở nên nó căng thẳng lắm. Tức giống là như súng mà đụng súng đó, đúng đúng rồi. Giống như việc dạ, súng mà đụng bông gòn hay gì là nó khác đúng không dạ, con? Đó là khiến cho cái câu chuyện nó căng thẳng hơn, là nó sẽ không có hồi kết. Thì lúc đó thường tụi con sẽ quyết định là không nói chuyện nhau nữa để cho nó giảm nhiệt xuống, sau đó rồi mới nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cái tính xấu nhất là hay thái độ lắm. Đúng không? Nghĩa là không nhường. Tức là không biết nhịn đó, dạ, đúng không? Rồi, không dạ, biết rồi nhịn đó, mà giờ vợ con nó ngang chức con mà. Con phó nó cũng phó, vừa chừng nào con mà trưởng á, nó phó thì con được quyền. Đúng rồi. Còn bây giờ hai đứa về bốc thăm đi, bầu đi con đứa nào coi như là cương tháng bốc thăm lần. Đó. Còn đứa nào là còn cái tật xấu thứ hai là cái lúc mà ngủ á, chú Thuận với lại cô Vân, là thí dụ ngủ dậy thì con gọi dậy bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần dậy là cũng lại khó chịu con nha. Wow. Ngủ đúng rồi, nhưng mà con không hiểu sao luôn, con chị gọi dậy rất nhẹ nhàng, rất là bình thường, em dậy đi là khó chịu con liền, mở quạo liền, người giật giật vậy nè.
Mà không phải một hai lần nha, mà gần như mọi lần nào ngủ mà con kêu dậy là cũng vậy, cho nên là con tránh luôn. Đúng không? Trời, vậy mai muốn có con sao? Thì đó. Rồi như vậy là chú đoán nha, chú mạnh dạn chú đoán luôn. Mai muốn có con, cái con là người đi gọi từ người một. Tại vì mình ở nhà, mình là người đàn ông mà thức sớm nhất. Thì đó, tại vì bạn này làm trong quân đội nó quen tác phong rồi. Trời ơi, như vậy là chắc chắn luôn, mai mốt con là cái người mà gõ cản á. Đó. Đó. Rồi kêu mình đứa nhỏ rồi kêu mẹ nó tụi cực lắm. Rồi chú là sáng là phải làm đủ trò á chứ. Hò hét múa lửa lắc vòng, tụi nó vẫn không thích. Đủ trò vậy mà. Mai mốt chỉ cho bí quyết nha. Nói một vài câu thôi là bật dậy hết luôn. Nhắn tin chỉ cho cháu nó đi. Đó, từ từ. Còn mong chờ á. Đó là có hai cái tật xấu đó thôi, thật ra là cũng không còn cái gì nữa nha. Mình muốn thay đổi luôn đi con. À, muốn thay đổi thì con cũng không muốn vợ con thay đổi nhiều, chỉ cần là vợ con cố gắng mình giữ sức khỏe để mà cho cái kế hoạch của em bé sau này á. Nhưng mà sức khỏe của con là nó có vấn đề gì? Cô thấy con rất là khỏe mạnh, đâu có cái vấn đề gì đâu. À, con bị con đi khám thì bác sĩ bảo con bị thiếu máu nhiều á. Dạ, con bị thiếu máu nhiều quá nên là con phải bổ sung sắt hàng ngày luôn. Dạ. À, nhưng mà đó là con là khám một bác sĩ, tức là bác sĩ phụ khoa, bác sĩ và về sinh sản đó. Dạ. Nói với con điều đó hay là một bác sĩ khác? Đúng. Dạ, con đi khám bác sĩ sản xong rồi vừa gần đây nhất là con cũng có đi khám tổng quát thì bác cũng nói với con. Nhưng bác sĩ sản có nói với con vấn đề là con bị thiếu sắt không? À, dạ có, nên thường là cũng cho con thuốc để uống. Tại vì thiếu sắt á là cái khi mà có bầu á, dạ. Mà thiếu sắt á là nó dễ bị sảy là chính xác luôn. Sắt kẽm những cái chất đó. Ăn thịt bò nhiều vô. Bảo đảm là có sắt thôi. Rồi chỉ là mong muốn bò gì thôi đúng không? Dạ. Nói chung là sau những cái biến cố và những cái khó khăn xảy ra thì tụi con cũng quyết định chọn nhau, vẫn là chọn nhau và chọn yêu thương giống như là hai mảnh ghép không thể thiếu vậy đó. Dạ. Tụi con cũng hy vọng luôn luôn là mọi thứ tốt đẹp dành cho đến nhau. Tay vợ nói con đó đi. Nói chung là hy vọng em sẽ luôn luôn khỏe mạnh để ở bên anh. Nói chung là sinh con cho anh tới cuối đời. Chờ sinh con đi. Sinh con đến cuối đời là nhiều lắm á. Dạ. Sống 100 tuổi là 100 đứa đó. Ớn thiệt. Nói chung là đã chọn nhau rồi thì sóng gió hay là phong ba bão táp gì thì vẫn là chọn nhau đúng không? Dạ. Cái đó người ta gọi là gì đó Bim? Lựa chọn yêu thương. Chọn yêu thương. Để chọn có hạnh phúc. Để đúng có rồi. Hạnh phúc đó. Bây giờ chúng ta không chọn yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, cái vụ nóng tính á, tại vì nếu mà vợ con á đã có một cái vớt ở trong cái việc mà về sức khỏe á, mà đối với thai kỳ á, thì nếu như mà khi vợ con có bầu á, mà vợ con bị những cái cảm xúc á, nó bị sốc về cái vấn đề mà nóng tính á, của con và của vợ con luôn. Tức là khi vợ con đó, như nãy là giống như tụi con bị va chạm á, hai cái súng mà đụng nhau á, hai cục sắt đụng nhau á, nó sẽ tạo ra sát thương á. Giờ phải một đứa làm bông gòn, một đứa làm cục sắt thì mới được. Đó, thì cô chỉ nghĩ là nếu như vợ con trong thời gian mà nếu vợ con có bầu á, hoặc là trước khi có bầu cũng vậy, thì là con cố gắng á, là con tạo một cái không khí xung quanh lúc nào cũng phải yên bình, ấm áp, và vợ con sẽ gọi là sống trong một cái bầu không khí mà nó không có sát thương á, thì vợ con mới có thể ổn định cái bào thai này được. Cô nói ví dụ mà chẳng hạn như giật mình cái, chẳng hạn như nhiều khi con nóng tính á, mà nó lớn cái, ví dụ như vợ con bị giật mình cái là em bé nó cũng sẽ giật mình. Đó, hoặc là hai đứa mà cãi nhau và vợ con phải sững cồ lên á, cãi nhau với con là chắc chắn em bé nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đó con. Thành ra thôi thì bây giờ tập từ bây giờ luôn đi. Hai vợ chồng đều phải bớt đi cái điều đó. Chồng bớt nóng tính thì vợ nó cũng đâu cương lại. Đúng, nó cương với ai bây giờ? Đúng không? Để mà chuẩn bị đón em bé. Cô nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần chúc tụng. Xin mời. Dạ, xin mời thầy. Xin mời ông chứ, xin mời ông. Những gì mà chị Vân vừa nói là hoàn toàn chính xác. Hãy để cho người phụ nữ sống trong một cái không gian hết sức là an toàn và vui vẻ. Và chính chúng ta là người tạo ra cái không khí đó cho vợ mình, chúng mẹ đó. Thật ra chú nhìn cái sắc diện của các con là những là hai cả hai vợ chồng là rất là có phúc. Là có phúc thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lộc, mà lộc ở đây là lộc trời cho đó. Thành ra cái đó, tất những gì mà đã qua đừng nghĩ tới nữa. Tất cả mọi thứ là thử thách đó nha. Rồi thôi bây giờ chúc hai vợ chồng nha. Sau chương trình này về anh này sẽ chững chạc hơn, không còn nóng tính nữa ha, nhẹ nhàng với vợ. Và thậm chí là chú mong là hai đứa sẽ dành thật nhiều thời gian
để đi ăn uống nè, hoặc là đi chơi ở đâu đó đó. Nhiều khi mình thay đổi địa lý đi chị. Đúng rồi. Thay đổi địa lý, vị trí đi. Đúng đừng rồi. Có ở một cái giường quen thuộc nữa. Thay đổi vị trí địa lý, không gian đó. Thì chú chúc cho các con qua năm sau bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ. Cuối năm sau giống như cặp vợ chồng đầu tiên. Dạ. Hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng thật là đáng yêu. Trai gái gì cũng được hết. Đúng rồi. Khỏe mạnh, đủ đầy, xinh trai xinh gái, giỏi giang giống như cha mẹ nghe. Dạ. Đến với gia đình của các con. Dạ. Dạ cảm ơn chú Thuận. Dạ. Cảm ơn chú Thuận, có nhớ cô Bình. Rồi. Dạ. Rồi. Lúc nào mà nhớ chuẩn bị cãi nhau con gái nhớ nha. Ừ. Ở trong tủ lạnh lúc nào cũng để sữa lớp nha. Chứ giả ra một cái thấy cái tủ lớp một cái là nhớ chứ đâu có. Nhớ cái thông điệp là lựa chọn yêu thương để mang lại hạnh phúc đó nhớ. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn nha các con. Dạ. Ở đây nói gì tao quên rồi. Thôi chúng mình sẽ nói sao. Rồi, cảm ơn hai con. Bây giờ đến cái phần